chào các em, hôm nay thầy lại tiếp tục giúp chúng ta làm các bài tập về rơi tự do Thì tiếp tục chúng ta làm bài số 9 Hai viên bi nhỏ được thả rơi cùng một độ cao Bi A thả sau bi B 0,5 giây Tính khoảng cách giữa hai bi Sau 2,5 giây kể từ khi bi B rơi Bi A thả sau bi B 0,5 giây Tính khoảng cách giữa hai bi sau 2,5 giây kể từ khi bi B rơi. Như vậy thầy có thời gian rơi của bi B là TB bằng 2,5 giây. Vậy thầy sẽ có được thời gian rơi của bi A là TA là bằng 2 giây thôi. Đồng ý chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ tính được quãng đường rơi của bi B là 1 phần 2 G nhân với TB bình vương. 1 phần 2 g lấy là, là 10 ha Nhân cho 2.5 bình vương Bấm máy cho thầy ra bao nhiêu à, Máy tính thầy đâu rồi đây Rồi kết quả ra là 31.25 Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tính quãng đường rơi của PA SA bằng ra là 20m và do hai bi rơi cùng một độ cao nên đến đây chúng ta sẽ tính khoảng cách với hai bi là delta s sẽ lấy sb trừ sa 31 25 trừ cho 20 ra 11,25 m thì để chúng ta dễ hiểu thì thầy có thể là giúp chúng ta vẽ cái hình như sau Hai bi rơi cùng độ cao nha. Đây là bi A, còn đây là bi B. Như vậy thì bi B rơi trước. Nên sẽ rơi được quãng đường là dài hơn. Còn bi A rơi sau sẽ rơi được quãng đường là ngắn hơn. Đồng ý chưa? Vậy đoạn này chính là quãng đường của bi B là SB. Và đoạn đường này chính là SA. Vậy thì đoạn từ đây đến đây chính là khoảng cách giữa hai bi gọi là delta S. Ok chưa? Như vậy bài số 9 rất cơ bản. Chúng ta đến bài số 10. Hai vật thả rơi tự do, vật thứ nhất rơi đến đất mất thời gian gấp hai lần so với vật kia. So sánh độ cao ban đầu và vận tốc khi chạm đất. Vậy theo đề bài chúng ta sẽ có là gì? Thời gian rơi của vật thứ nhất là T1 sẽ bằng 2 lần T2. Bây giờ cách so sánh tốt nhất là hãy lập tỷ số. Giờ bây giờ là thầy sẽ so sánh độ cao nè. Vậy H1 trên H2. Khi chạm đất thì H chính là S nha các em. Cũng sẽ bằng S1 trên S2. S thì bằng 1 phần 2G nhân T1 bình vương. S2 là 1 phần 2G nhân T2 bình vương thì 1 phần 2G đơn giản mất còn lại T1 bình trên T2 bình vậy là T1 bình trên T2 bình mà T1 bình mình sẽ thay bằng 4 lần T2 bình chia cho T2 bình ra bằng 4 như vậy chúng ta tìm được là H1 bằng 4 lần H2 Và tương tự để so sánh vận tốc thì chúng ta cũng lập tỷ số V1 trên V2 V1 chính là G nhân T1, V2 chính là G nhân T2. Đơn giản G đi, T1 thế là 2 lần T2, vậy T1 chia T2 sẽ ra là 2. Và đến đây chúng ta sẽ suy ra được V1 bằng 2 lần V2. Quá đơn giản hả các em ha? Bài số 11. Từ một đỉnh tháp, người ta buông rơi một vật. Một dây sau ở tầng tháp thấp hơn 12 mét. Người ta buông vật thứ hai coi như hai vật rơi cùng một đường thẳng thì khi hai vật chạm nhau vào thời điểm nào khi vật thứ nhất được buông rơi như vậy mình sẽ chọn góc thời gian lúc vật thứ nhất thả được thả rơi chọn góc thời gian lúc vật một được thả rơi thầy viết chữ hơi xấu ha như vậy mình sẽ có được là t1 chính là gì chính là t còn vật thứ hai được thả trễ hơn một giây có nghĩa là t2 sẽ bằng là t trừ cho 1. rồi bây giờ thầy vẽ cái hình để chúng ta hiểu như thế này vậy thì cả hai vật đều được thả cùng một cái đường thẳng không nào à, cùng đường thẳng như thế này thí dụ đây là vật số 1 đi vật số 1 Được thả ra trước nha Đây là vật số Số 2 thì dễ né qua tí xíu đi Số 2 Đây vật số 2 Vật số 2 được thả ở tầng tháp thấp hơn bao nhiêu 12m có nghĩa là từ đây đến đây là 12m Ok chưa Và vật số 2 thả trễ hơn vật số 1 1 giây nha Vậy khi nó gặp nhau Thí dụ gặp nhau tại đây đi Đó Vậy thì đến khi gặp nhau thì đoạn này chính là S2 nè. Tức là quãng đường rơi của vật thứ hai. Rồi. Còn đoạn này chính là quãng đường rơi của vật số 1 là S1 nè. Như vậy có gì khó khăn không? Chúng ta cứ giải bình thường thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có phương trình đầu tiên nè. Là S1 trừ cho S2. Sẽ ra là 12 nè. Rõ ràng chưa? S1 là 1 phần 2 nè. G nè ây một bình nè. Cơ X2 là 1/2. G nè, T2 bình nè. bằng 12 nè. Rồi tương đương ha, chúng ta thế G là 10. 1/2 nhân 10 là 5 nè. T1 bình chính là T bình trừ 5. T2 bình thì mình sẽ 1/2 G là 5 nha. T2 bình mình sẽ thế là T 1 bình vương bằng 12. Rồi đến đây chúng ta sẽ khai triển hàng đẳng thức số 2 và đồng thời nhân phân phối vô luôn. Đây là 5T bình trừ 5, thôi từ từ đi, đây là T bình trừ 2T, cộng cho 1. T trừ 1 bình vương mình khai triển theo hàng đẳng thức số 2 nha các em, đây là 12. Rồi khi mà nhân phân phối này vô đây, thì 5T bình trừ 5T bình nó mất rồi, vậy tương đương còn lại là, Trừ 5 nhân với 2, trừ 2t sẽ ra là 10t. Trừ 5 nhân 1 sẽ là trừ 5 bằng 12. Chuyển trừ 5 sang phải. Như vậy mình sẽ có được là 10t bằng 17. Thì chúng ta tìm được t ra là 1,7 giây. Yeah. T chính là thời gian rơi của vật 1. Như vậy có t xong mẫu nào? À, muốn tính dẫn tốc của vật 1 thì chúng ta dùng một công thức nữa thôi. Là V1 bằng G nhân với T1 10 mà nhân với 1,7 T1 chính là T đó các em thì bằng là 17 m trên dây Rồi như vậy bài số 11 là thầy đã vẽ và giải xong nha các em à, Các em cố gắng là chịu khó làm và biến đổi nha Thì bài này lưu ý nè vật thứ hai là rơi trễ hơn một giây như vậy t2 sẽ bằng t1 trừ cho 1 còn vật thứ hai rơi ở chỗ thấp hơn là 12 m nên mình mới có là s 1 trừ 2 là 12 m các cậu rõ chưa rồi tiếp theo thầy trò chúng ta đến bài số 12 nha các em bài này thì nó cũng khá cơ bản hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao h1 và h2 khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp đôi khoảng thời gian rơi của vật thứ hai bỏ qua lực cản không khí tìm H1 trên H2. Thì theo đề bài mình có là thời gian rơi giật 1 là T1 bằng 2 lần thời gian rơi giật 2 là T2. Đúng nào? Thì chúng ta lập tỷ số H1 trên H2. H khi chạm đất thì H chính là ớt. Vậy H1 chính là 1 phần 2 G nhân với T1 bình vương. H2 là 1 phần 2 G nhân với T2 bình vương. Như vậy 1 phần 2 G mất đi. Còn lại là T1 bình vương trên cho T2 bình vương. T1 bình vương mình sẽ thế bằng là 4 lần T2 bình. Chia cho T2 bình ra bằng 4. Thì bài toán đến đây là xong. Câu số 13. Hai viên bi AB được thả rơi tự do cùng độ cao. Viên bi A rơi sau viên bi B một khoảng 0,5 giây. À, bi A rơi sau bi B một khoảng 0,5 giây. Tính khoảng cách giữa hai bi sau thời gian 2 giây kể từ khi BA bắt đầu rơi. Như vậy chúng ta thấy nè, đề bài cho là thời gian BA rơi là TA là 2 giây. Đọc kỹ nha. Mà BA rơi sau BB một khoảng 0,5 giây thì có nghĩa là thời gian rơi BB nó phải lớn hơn 0,5 giây. Vậy là 2,5 giây. Rồi đến đây chúng ta thấy là đề bài cho g là 9,8m trên dây bình vương của nào do hai bi được thả cùng một độ cao nha giống giống bài lúc nãy chúng ta làm bài rồi thì chúng ta sẽ tính quãng đường rơi của ba trước là 1 phần 2 g nhân với ta bình vương 1 phần 2 g là 9,8 nha nhân với 2 bình vương cái này đơn giản ra 19,6m số này nhắm được mà rồi chúng ta tính quãng đường rơi BB luôn. SB bằng 1 phần 2 G nhân TB bình vương. Rồi bấm máy ra có bao nhiêu. Rồi ra là 30,625. Đến đây thì chúng ta muốn tính khoảng cách 2 B thì do nó rơi cùng độ cao nên chúng ta sẽ lấy hai quãng đường trừ nhau, vậy khoảng cách là delta s chính là lấy quãng đường lớn là sb, bb rơi trước mà trừ sa. Rồi các trò tự thế số vô nha. Rồi kết quả ra là 11,025 nha. 11,025 mét. Như vậy thầy trò chúng ta vừa hoàn thành xong bài số 13. Cũng khá cơ bản nha các em. Rồi bây giờ chúng ta đến bài số 14 nào. Là từ trên tầng cao một tòa nhà, cao tầng người ta thả một vật A. Một dây sao ở tầng thấp hơn 10 mét. À, người ta theo phương của vật A người ta buông rơi vật B. Như vậy thì thời gian của vật B là nó sẽ là sau thời gian chỉ động của vật A sẽ là một, một giây sau bao lâu A và B đụng nhau à, như vậy thì cũng giống như bài một bài tập chúng ta đã làm lúc nãy à, Thì thầy khỏi giấy hình nha như vậy thì chúng ta chọn cái gốc thời gian lúc vật A rơi như vậy thì suy ra TA nó chính là T Vậy thì TB sẽ bằng là T trừ cho 1. Tại vì giật B là rơi thấp hơn à, rơi trễ hơn giật A đúng 1 giây. Và giật B nó thấp hơn được thả rơi ở tầng thấp hơn là 10 m. Như vậy mình sẽ có cái phương trình như sau. Là SA trừ SB sẽ bằng 10. Bài này cho g là 10 nha các em. Rồi sau bao lâu hai vật đụng nhau phải không? Từ khi hai vật đụng nhau tức là gặp nhau mình mới có phương trình này nha rồi sa là gì là 1 phần 2 g nhân với ta bình tức là t bình trừ sb là 1 phần 2 g tb chính là gì t trừ 1 tất cả bình vương bằng 10 bài này cho mình cho g là 10 Nè 10 10 với 10 đơn giản hết còn lại số 1 nha ok chưa rồi chúng ta có thấy mẫu số là hai phải không Nhân lên tử luôn Chuyển sang bên phải luôn Như vậy chúng ta còn lại là gì T bình vương trừ Cái này khai chuyển ra T bình vương trừ 2T Cộng 1 bằng 2 Thì dấu trừ nhân vô đây Vậy T bình trừ T bình nó mất rồi Bảo nào Vậy tương đương chúng ta còn lại là Trừ nhân với trừ 2T Sẽ là 2T Trừ nhân với 1 Sẽ là trừ 1 bằng 2 Cuối cùng chúng ta đã tìm được thời gian rơi của vật A là T chính là 1,5 giây. Có khó khăn gì không? Rồi như vậy thì sau bao lâu A và B đụng nhau? Tính dẫn tốc hai vật lúc đó và quãng đường mà vật B đi được của nào? Rồi như vậy thì chúng ta sẽ thấy nè. Chúng ta tính được dẫn tốc vật A là VA sẽ bằng G nhân TA. G là 10 nha. Thì TA chính là T là 1,5 nè này chính là TA nè ra là 15 m trên dây VB bằng G nhân với TB TB tức là T trừ cho 1 vậy sẽ ra được là 10 nhân với 1,5 trừ cho 1 ra là 5 m trên dây Người ta còn hỏi chúng ta là gì nữa nào? Quãng đường mà giật B đã đi được. Vậy tính SB. SB sẽ bằng 1 phần 2 G nhân với TB bình vương. 1 phần 2 G là 10 nè. TB bình vương là 1,5 trừ cho 1 bình vương. Bấm máy ra cho thầy coi. Rồi ra được là 1,25 m Như vậy thì chúng ta vừa giải xong câu A. Đầy đủ các thông tin nè. Sau bao lâu AB gặp nhau nè. Ra là 1,5 giây nè. Đúng không nào? Rồi. À, dẫn tốc hai giật lúc đó là tính VA, VB nè. Rồi tính quãng đường giật B đi được là tính SB nè. Ok chưa? Câu B là tính khoảng cách giữa A và B sau 2 giây kể từ lúc giật A bắt đầu rơi. Như vậy thì đến câu B này thì chúng ta giải bình thường thôi. Đây, câu A nhé B nè Vậy thì thời gian giật A là 2 giây Thì chúng ta sẽ tính được quãng đường SA Bằng 1 phần 2 G Nhân với TA bình phương Đồng ý chưa Bằng Bao nhiêu nào 1 phần 2 G Là 10 Nhân với 2 bình phương ra là 20 m. Đồng ý chưa? Rồi. Lúc này mình tính được quãng đường TB, à, mình có TB là là 1 giây. mình tính quãng đường SB bằng 1/2 g nhân với TB bình phương bằng 5 m. Như vậy thì khoảng cách giữa chúng nó là bao nhiêu nào? Chúng ta phải vẽ cái hình ra mới được. Đây A đây. A à, rơi trước, B rơi sau. Sau 1 giây đúng nào? Và tắp hơn bao nhiêu? thấp hơn là 10m. Như vậy thì khi mà BA rơi 2 giây đến đây đi, đoạn đường này mình đã gọi là SA nè. SA đã tính rồi. Đúng nào? SA là 20m. Vậy SB là bao nhiêu? Có 5m thôi. SB có 5m thôi. Đây SB. Vậy khoảng cách giữa hai bi là đoạn này nè. Đó. Chúng ta gọi delta S cũng được. Bằng bao nhiêu? Thì rất cơ bản chúng ta sẽ hiểu được là từ đây đến đây là S A là 20. Còn từ đây xuống đây là 10. Còn từ đây xuống đây là 5. Đúng nào? Vậy khoảng cách hai 2 hai vật tức là delta S sẽ lấy là S A trừ cho khoảng cách đầu tiên là 10 cộng cho SB. Chúng ta thế số vô ra được là 5 m. Thì bài toán này thật sự nó là một bài toán khó. Chúng ta phải cố gắng mới làm được nha các em. Rồi thầy trò chúng ta đến bài toán số 2 là chuyển động ném đứng. Một người thợ xây ném một viên gạch theo phương thẳng đứng cho một người khác ở tầng cao 4 m. Người này chỉ dơ tay ngang là bắt được viên gạch. Lấy G là 10 m trên dây bình vương, Hỏi vận tốc khi ném là bao nhiêu để cho viên vận tốc viên gạch lúc người kia bắt được là không. Rồi G là 10 phong nào. Rồi bây giờ chúng ta xem thầy vẽ cái hình thử nha. Thí dụ viên gạch được ném lên từ mặt đất đi. Đó. Đây là đất nha. Ok chưa? Được ném lên với vận tốc là V không? Rồi tới cái chỗ là cao 4 mét thì nó sẽ dừng lại nhé. Vận tốc khi ném là bao nhiêu để vận tốc viên gạch lúc người kia bắt được bằng không, tức là tại đây V bằng 0. Ok chưa? Vậy v không mình đang tìm bằng chấm hỏi nè. Vậy khoảng cách từ đây đến đây người ta cho là mấy mét? Là 4 mét. Đồng ý chưa? Thì thầy lưu ý chúng ta nè, trong cái bài mà ném đứng á, là ném lên đó, là chuyển động thẳng chậm dần đều chúng ta lấy a bằng trừ g ra là trừ 10 m trên dây bình vương và chuyển động chậm dần đều chúng ta dùng công thức chậm dần đều là v bình vương trừ cho v không bình vương bằng 2 nhân a nhân s v bằng 0 tương đương chúng ta có là trừ v không bình vương bằng 2 A là trừ 10 nè Nhân S là 4 Vậy thì dấu trừ dấu trừ đơn giản mất Thì chúng ta sẽ có được là V0 bình vương bằng 80 Chỉ việc lấy căn chúng ta tìm được V0 bằng bao nhiêu mét trên dây nào Căn 80 4 căn 5 nha Tức là 8,944 Rồi như vậy thì bài toán số 1 là đã hoàn thành. Các em nhớ là trong bài toán này á là ném đứng ngang và cụ thể là ném lên mình lấy a bằng là trừ g ngang còn ném xuống mình lấy a bằng g nha các em. Bài số 2. Một cái con cá heo tung mình nhảy lên khỏi mặt nước với vận tốc v0 bay lên cao được 2,8 m. Xem chuyển động con cá heo là thẳng đứng với sức cản không khí là không đáng kể lấy g là 10 m trên dây bình phương tính v0. Thì bài 2 này hoàn toàn giống như bài số 1. Đồng ý chưa? Thì tất nhiên mình cũng sẽ lấy A bằng trừ G là trừ 10 m trên dây bình vương. Và sau khi mà lên được độ cao, tức là quãng đường là 2,8 m nó sẽ dừng lại. Chúng ta dùng công thức V bình trừ cho V không bình bằng 2 nhân A nhân S. Thì khi dừng lại V bằng 0 thì V bình cũng bằng 0 luôn. Tương đương là trừ cho V không bình sẽ bằng 2 nè. A là trừ 10 nè. S là 2,8 nè. Đúng không nào? 2,8. Do vậy ta chúng ta thấy dấu trừ bên đây, dấu trừ này đơn giản mất nè. Chúng ta tính thử coi V0 bình bằng bao nhiêu nè. 2,8 nhân 2 phải không? Là à ra 56. Rồi suy si ra V0 là căn của 56. Ra bằng 2 căn 14, tức là 7,4833. 7,4833 33, 7, 48, 33 mét trên dây. Rồi bài số 2 này thì không vẽ hình ngang tại nó giống hệt bài toán số 1 thôi. Rồi bài số 3 nha các em. Một vật được ném lên từ mặt đất uh, thẳng đứng lên trên với vận tốc là ban đầu 28 m trên giây. À như vậy cho V0 rồi. Là 28 m trên giây. Bỏ qua sức cản không khí lấy G là 10 m trên giây bình phương. Hỏi sau bao lâu từ khi ném vật đạt độ cao bằng nửa độ cao cực đại Như vậy thì chúng ta phải tìm độ cao cực đại trước nha các em Tìm độ cao cực đại trước Rồi như vậy thì bây giờ thầy trò chúng ta thấy là có V0 rồi ném lên Nếu ném lên thì mình sẽ dùng A bằng gì? Trừ G là trừ 10m trên dây bình vương Ok chưa? Rồi thầy sẽ vẽ phát thảo cái hình nha Thí dụ đây là mặt đất ha Rồi, vật được ném lên với vận tốc là V0 nha. Rồi đi thẳng lên trên luôn. Đây là V0. Đây là chỗ ném là O đi. Cái vị trí mà có độ cao cực đại thì gọi là điểm uh, M đi. Đồng ý chưa? Cái điểm mà có độ cao cực đại á, thì tại đây vận tốc bằng 0. VM bằng 0. Ok chưa? Như vậy trước tiên là thầy sẽ tìm cái đoạn OM trước cái đã như vậy thì xét từ O tới M thì thầy dùng công thức là liên hệ là VM bình trừ V không bình bằng 2 nhân A nhân ớt OM đồng ý chưa thì tới M nó dừng lại thì này mất rồi VM bình cũng là không vậy mình sẽ có được quãng đường từ O tới M bằng trừ V không bình là 28 bình chia cho 2 A là trừ 10 bằng ra là 39,2 39,2 m rồi như vậy thì đoạn OM này chính là SOM đó và cũng chính là bằng H maximum nè là độ cao cực đại rồi hỏi sao bao lâu kể từ khi ném vật đạt độ cao bằng nửa độ cao cực đại như vậy thì ở vị trí này cần tìm thời gian tức là t bằng chấm hỏi để nó đạt được độ cao bằng h mắt chia cho hai đồng ý chưa như vậy thì ở đây chúng ta thấy nè ném lên thì mình còn vẫn có a là trừ g nha vậy mình gọi điểm này điểm z uh, đi xét uh, trên cái đoạn là từ O cho đến Z. Đúng nè. Thì cái đoạn OZ này dài bao nhiêu? Đoạn OZ chính là bằng 39,2 và chia cho 2. Thì ra 19,6m. Đồng ý chưa? Nhiệm vụ chúng ta là tính thời gian. Thì chúng ta dùng phương trình là SOZ bằng V0 nhân với T cộng 1 phần 2 A nhân với T bình phương. SOG là 3 à, 19,6 thôi, 19,6. V0 là 28 nhân T cộng 1 phần 2 A là trừ 10 T bình phương. Chuyển sang trái cho thầy, 1 phần 2 nhân trừ 10 sẽ là trừ 5. Chuyển sang trái sẽ là 5T bình trừ 28T cộng 19,6 bằng 0. Chúng ta giải phương trình này cho thầy. Rồi nó sẽ ra hai cái nghiệm các em. Nghiệm số 1 là T bằng 4,779 giây. Và cái nghiệm số 2 là 0,82 giây. Ở đây thầy có thể lý giải tại sao ra hai cái nghiệm như thế này. Và hai nghiệm này là chúng ta nhận luôn nha các em. Đồng ý chưa? À, do cái chương trình vật lý à, lớp cơ bản của chúng ta à, chúng ta học là thẳng là công thức quãng đường. Còn à, trong cái chương trình mà vật lý nâng cao á thì quãng đường này nó chính là bằng delta x chính là độ dời. Bây giờ chúng ta cũng không biết độ dời là gì nữa không nào. Đồng ý chưa? À, delta x này nó chính là x2 trừ cho x1. Ok chưa? Như vậy thì nó sẽ có hai vị trí có độ dời bằng nhau nè nếu mình xét từ ô cho đến z nè thầy dễ bằng màu đỏ cho em nhìn nha từ ô cho đến z là đoạn số 1 đoạn số 1 còn đoạn số 2 là từ ô đến z đến điểm m nó dừng lại và nó đi xuống đi xuống đến đây bảo nào thì Cả hai cái trường hợp này là độ dời nó bằng nhau, tức là đều là 19,6 hết. Đồng ý chưa? Đều là 19,6 hết. Như vậy thì ở đây chúng ta giải ra hai nghiệm. Cái nghiệm 4,779 giây, tức là cái thời gian đi qua điểm G nhưng mà với trường hợp là nó đi từ O đến điểm có độ cao lớn nhất rồi nó quay trở lại điểm G. Ok chưa? Còn cái nghiệm mà T nó nhỏ hơn tức là từ O lên tới gì à, các trò rõ chưa à, như vậy thì nếu như chúng ta hiểu như thế này thì chúng ta sẽ nhận luôn cả hai nghiệm là 4,779 giây và 0,82 giây rõ chưa rồi đến câu số 4 một vật được thả rơi từ một khinh khí cầu đang bay ở độ cao 300m so với mặt đất lấy g là 10m trên dây bình vương sau bao lâu vật rơi xuống đất? A. Khi mà khí cầu đứng yên B. Khí cầu đang đi lên thẳng đứng với vận tốc 5m trên dây C. Khí cầu hạ xuống với vận tốc 5m trên dây Mà khí cầu đang ở độ cao 300m so với mặt đất đúng nào? Thì chúng ta có thể xem chúng ta dạy dạy thế nào đây A nè Khi mà khí cầu đứng yên Thì cái vật được thả ra là cũng có vận tốc đầu tiên bằng không Như vậy thì vật nó sẽ rơi tự do từ độ cao là bao nhiêu? 300m đến đất. Vậy thì hỏi thời gian của nào? Thì chúng ta tính gian là T bằng căn của 2 S trên G. Hoặc là căn của 2 H trên G cũng được là căn của 2 nhân 300 và chia 10. Cái này ra căn của 60 nè con nào. Bấm máy ra. 2 căn 15 tức là chín Rồi khớp đáp số nha Rồi câu A xong Bây giờ tới câu um, câu B nè Bây giờ câu này phải dễ hình cho các em thấy chứ Để hiểu chứ Đúng nào Như vậy thì đầu tiên nè Đây là mặt đất nè Đây là mặt đất nha và khí cầu đang ở độ cao bao nhiêu? Là 300 m Từ đây đến đây là 300 m Và khí cầu đang đi lên với vận tốc 5 mét trên dây Thì cái giật khi nó rời Cái giật khi mà người ta thả rơi ra Thì nó sẽ có vận tốc bằng vận tốc của khí cầu Là đang đi lên với vận tốc là Là V Này gọi là V0 đi Và V0 này cũng chính là 5 mét trên dây Và nó sẽ lên tới cái chỗ nào đó gọi là cao nhất Nó sẽ dừng lại Tới đây V sẽ bằng 0 Đồng ý chưa Như vậy thì Đoạn này là O Đây là O đi Đây M Như vậy chúng ta phải tìm cho thầy là Thời gian từ O tới M cái đã Đồng ý chưa Thời gian này gọi là T1 đi Rồi sau đó tới M Thì nó phải đi từ thẳng từ M xuống mặt đất Thời gian này là T T2 Vậy câu B này chúng ta giải phức tạp hơn Chúng ta phải tìm cho thầy là thời gian T1 và T2 Đồng ý chưa? Thì do chúng ta có kiến thức nền nãy giờ rồi Nên thầy giải bài này cũng khá nhanh Như vậy đầu tiên là tính T1 nè Bằng V tại M Trừ cho V tại O Và chia cho A V tại M là bằng bao nhiêu? Bằng 0 nè Trừ cho V tại O Là 5 nè Bằng dẫn tốc khí cầu nha A là trừ G là trừ 10 nè Ra là 0,5 Vậy Rồi sẵn đây thầy trò chúng ta tính quãng đường OM luôn Vậy thì chúng ta tính OM bằng công thức là VM bình trừ cho VO bình bằng 2 nhân A nhân SOM hay ghi thẳng OM cũng được Thì tương đương VM bình sẽ là 0 bình trừ cho v không bình là 5 bình 2a là -10. Nhân với đoạn OM, chúng ta bấm máy có OM là bao nhiêu? Nhấn lên. À, ra rồi. 25 chia 20 không nè? 1,25 m. Tại sao thầy lại tính đoạn OM? Từ mặt đất lên tới chỗ khinh khí cầu là 300 m cộng với 1,25 m, vậy là từ đất lên, vậy độ cao điểm M là bao nhiêu? Như vậy suy si ra độ cao điểm M là H tại M Nó sẽ bằng là 300 cộng với 1,25 là 301,25 m. Đồng ý chưa? Và tại vị trí tại vị trí M này nè, vận tốc bằng 0. Nó rơi xuống mặt đất chính là rơi tự do. Đồng ý chưa? Như vậy từ M xuống đất xuống đất là sự rơi tự do. Vậy thì thời gian từ m xuống đất thì gọi là t2. T2 bằng căn của 2 lần hm chia cho g. Bằng căn của 2 hm là 301,25. Và chia cho g là 10. Vậy chúng ta tìm được t2 bằng ra là 7,762, 7,762 giây. Như vậy thời gian từ O đến M là 0,5 giây, còn thời gian từ M xuống tới mặt đất là 7,762 giây, đúng nào? Vậy trong trường hợp là khí cầu bay lên thẳng đứng với vận tốc 5 m giây, thì thời gian để vật từ đây đi lên và chạm xuống đất, chạm tới đất là t sẽ bằng là t1 cộng với t2 là 0,5 mà cộng với 7,762 bằng ra là 8,26 giây. Một cái bài toán rất là rắc rối nha các em. À, chưa hết đâu, còn câu C nữa. Khí cầu đang hạ xuống với vận tốc 5 m trên giây. Như vậy thì khi mà khí cầu hạ xuống với vận tốc 5m trên dây thì có phải là cái vật này đang đi xuống với vận tốc là V0 cũng là 5m trên dây không? Đúng nào? Và mặt đất cách cái chỗ mà buông rơi vật là là 300m. Đoạn này là 300m. Như vậy từ trên xuống dưới đó là nhanh dần điều. Nhanh dần điều trong chuyển động ném đứng mình lấy A bằng G là 10m trên dây bình vương. Và nhiệm vụ của chúng ta cần tìm cái gì? Chúng ta cần tìm thời gian. Đúng nào? Thì chúng ta dùng công thức S bằng, có nhiều cách dịch sử dụng nha. V0 nhân T cộng 1 phần 2A nhân T bình. Ở đây thầy chọn cách làm này. S là 300. V0 là 5, vậy là 5 nhân T. Cộng 1 phần 2 nhân 10 thì nó sẽ ra là 5T bình. Như vậy thì thầy có phương trình là gì? 5T bình phương cộng 5T 300 chuyển sang là trừ 300 bằng 0 Bấm máy giải phương trình này cho thầy có T ra hai nghiệm bằng bao nhiêu? Phương trình bậc 2 ra hai nghiệm mà Rồi nghiệm số 1 ra là 7,26 giây. Nghiệm số 2 ra là trừ 8,26 giây. Cái nghiệm này loại thời gian không có âm. Ok chưa? Và đây là chúng ta nhận nó. Vậy. Bài toán C thì ngoài cách làm này thầy chỉ các trò nè, chúng ta có thể là À, dùng công thức uh, liên hệ chúng ta tính vận tốc khi chạm đất. Uh, v bình trừ V0 bình bằng 2 nhân a nhân s. Có V xong rồi chúng ta tính T bằng V trừ V0 trên a thì nó chỉ ra một nghiệm duy nhất thôi. Ok chưa? Như vậy thì các bài tập tự luận của rơi tự do thì thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta làm xong. Và bây giờ thầy hướng dẫn cho chúng ta làm bài trắc nghiệm về rơi tự do. Ok chứ? À, các em cái nhớ là nhớ là xem hết video nha, nhớ like, uh, share và đăng ký kênh ủng hộ thầy nha. Và tiếp theo là thầy hướng dẫn cho chúng ta làm các câu về rơi tự do nha các em. Thì do nó cũng khá cơ bản nên thầy trò chúng ta sẽ giải quyết các bài này khá nhanh. Câu số 1. Một, một vật rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất. Công thức tính vận tốc của vật rơi tự do là V bằng căn của 2 GS ở đây chính là câu C. S bằng h. Câu 2. Chọn đáp án sai. Tại một vị trí xác định trên trái đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc gần. Đúng rồi. B. Công chuyển động nhanh dần đều, gia tốc cùng dấu với vận tốc V0. Đương nhiên rồi. C. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều là đại lượng không đổi. Là hàng số. Đúng rồi. D. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng chậm dần đều. Rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều. Vậy đây chậm dần đều là sai. Câu 2 chọn 2D nhé Ok chưa? Câu 3. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của vật chuyển động rơi tự do? A. Chuyển động theo phương thẳng đứng chiều từ trên xuống. B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều. C. Tại một vị trí xác định và ở gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau. D. Công thức tính vận tốc là V bằng G nhân T bình. À, sai chỗ nào? Công thức vận tốc là V bằng G nhân T. Vậy câu sai sẽ là câu D. Câu 4. Công chuyển động nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do. Một viên đá được thả từ trên cao xuống đất. Viên đá thả từ trên xuống giống như viên phấn thôi, mẫu phấn là được coi là rơi tự do. B. Một cái lông chim rơi trong ống thủy tinh đặt thẳng đứng và được hút chân không. Cái lông chim nó rất nhẹ. Nó rơi trong một cái ống thủy tinh thẳng đứng là tức là rơi theo phương thẳng đứng và được hút chân không, tức là bỏ qua lực cản không khí rồi. Như vậy thì Chuyển động rơi của cái lông chim trong cái ống thủy tinh đặt thẳng đứng và đã hút chân không, đó chính là chuyển động rơi tự do C. Một chiếc lá rụng từ trên cây xuống đất Chiếc lá rụng thì nó sẽ lượn qua lượn lại mới chạm đất, đúng nào? À, chiếc lá rụng không thể coi là rơi tự do Câu C Câu D. Một viên bi trì rơi trong ống thủy tinh đặt thẳng đứng và đã hút chân không Đã hút chân không là không còn lực cản mà viên bi trì là rơi thẳng đứng từ trên xuống thì nó cũng chính là rơi tự do Câu số 5 Tại cùng một vị trí xác định trên mặt đất và ở cùng độ cao thì A. Hai vật rơi cùng vận tốc B. Vận tốc của vật nặng lớn hơn vận tốc của vật nhẹ C. Vận tốc vật nhỏ hơn vận tốc của vật nặng nhỏ hơn vận tốc của vật nhẹ C. Vận tốc của hai vật là không đổi Rơi tự do là chuyện đồng thẳng nhanh dần đều Mà nếu hai vật rơi cùng độ cao thì nó phải rơi như nhau Tức là sẽ chạm đất cùng một lúc Chúng ta chọn đáp án là câu 5A Ok chưa? Câu 6. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9m xuống mặt đất, bỏ qua lực cản không khí, lấy g là 9,8m trên dây bình vương, vận tốc khi chạm đất là... Như vậy ta dùng công thức là V bằng căn của 2 nhân G nhân với S. S thay bằng H cũng được. Bằng căn của 2 nè, G là 9,8 nè. Nhân với S là 4,9 nè. Chúng ta bấm máy ra như vậy được là 9,8 m trên dây rồi chúng ta chọn đáp án nào à, câu a câu số 7 một vật nặng rơi tự do từ độ cao 20 m xuống đất sau bao lâu vật chạm đất lấy g là 10 như vậy thì chúng ta tính t bằng gì căn của 2 h trên g bằng căn của 2 h là 20 nè chia g là 10 thì chúng ta tính ra được là hai giây vậy hai giây thì đáp án là đáp án nào ha đợi thầy lật qua trang kia chúng ta cùng xem nha như vậy lúc nãy thầy vừa tính ra được t là hai giây phút nào vậy chúng ta chọn đáp án b nha ok chưa đến câu số 8 nè một hòn đá được thả rơi tự do từ miệng giếng sâu 50 mươi mét hỏi sau bao lâu kể từ lúc buông hòn đá Người quan sát nghe tiếng động do sự va chạm giữa hòn đá và đá giếng, biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m trên dây, g là 10 m trên dây bình phương. Thì như vậy thì ở đây thầy vẽ cái giếng cho chúng ta thấy nè. Thầy vẽ hơi to tí cũng được. Rồi đây cái giếng nha các em. Như vậy thì thả hòn đá rơi xuống. Đây, khi nó chạm xuống đá giếng này nó sẽ tạo ra cái âm thanh nè và âm thanh sẽ truyền từ dưới lên trên như vậy thì nó sẽ có hai chặng từ đây xuống đây giai đoạn một này chính là sự rơi tự do đồng ý chưa và độ sâu của cái hang này là nhiêu 50 mươi m à năm mươi m ok chưa và khi nó tạo ra cái âm thanh thì cái âm thanh nó sẽ truyền từ cái đáy giếng lên trên Vậy âm nó truyền từ dưới lên trên Vậy thì Thời gian rơi tự do thì gọi là T1 đi Thời gian âm truyền từ dưới lên trên là T2 Và âm truyền từ dưới lên trên Âm là truyền coi như là chuyển động Là thẳng Thẳng điều Ok chưa Vận tốc truyền âm là 340 m trên dây có rồi nè Bảo nào Vậy câu hỏi ta hỏi chúng ta là gì nè Hỏi sau thời gian bao lâu kể từ lúc buông hòn đá Người quan sát nghe tiếng động vậy thời gian này sẽ là t sẽ bằng là t1 cộng với t 2 t1 là thời gian rơi tự do từ đây xuống đây còn t2 là thời gian truyền âm từ đáy lên tới miệng hang miệng giếng đúng nào vậy thì t1 sẽ là căn của hai lần S chia cho g thời gian rơi tự do bằng căn của hai S trên g còn t2 là thời gian chuyển động thẳng đều là bằng quãng đường là S chia vận tốc là V này gọi là vận tốc của âm chúng ta thế vô nào căn 2 S là 50 và chia cho G G là 10 à? à 10 cộng với S là 50 chia vận tốc âm là 340 bấm máy tính cho thầy coi T ra bao nhiêu Rồi kết quả của thầy là 3,309 nha, 3,3 3,309 nha các em. Dây. Vậy, Vậy 3,309 thì mình làm tròn gần như là 3,31 giây. À, đáp án D. Các trò rõ chưa? Vậy câu số 8 này là hoàn thành nha, nó hơi phức tạp đấy. Cố gắng lên chúng ta sẽ làm được thôi. Câu số 9 Một vật được ném đứng lên với vận tốc đầu là 19,6 m trên dây. Lấy ra tốc rơi tự do là 9,8 m trên dây bình phương độ cao lớn nhất mà vật có thể đạt tới trong à, khoảng thời gian là bao nhiêu thế nào vậy ném đứng thì các em nhớ là a bằng trừ g là trừ 9,8 m trên dây bình vương v0 là bao nhiêu v0 là 19,6 m trên dây như vậy thì chúng ta có thể là sử dụng công thức gia tốc tính thời gian là t bằng v trừ cho v0 trên a V là 0 nè, tới chỗ cao nhất dừng lại là V là 0 nè, khoảng nào? Trừ cho V0 là 19,6 nè. Chia cho A là trừ G là trừ 9,8 nè. Ra được là 2 giây nè. Vậy có T đâu không nào? Còn muốn tính quãng đường thì chúng ta dùng công thức độc lập với thời gian. V bình vương trừ cho V0 bình vương bằng 2 nhân A nhân S. Tới chỗ cao nhất là V bằng 0 thì V bình cũng bằng 0 luôn. Vậy chúng ta sẽ có được S sẽ là trừ V không bình chia cho 2A. Trừ V không bình là trừ 19,6 bình vương chia cho 2 A là trừ 9,8. Vậy thì sẽ ra là 19,6 m Kết quả 2 giây với 19,6 m Lưu ý nè, lên tới chỗ cao nhất thì nó sẽ dừng lại nên cả hai trường hợp thì đều xét là V bằng 0 nha. Vậy độ cao lớn nhất là 19,6m và thời gian là 2 giây câu D. Các cậu rõ chưa? Câu số 10. Một vật rơi tự do từ độ cao H. Biết trong giây cuối cùng vật đi được 15m tìm thời gian rơi. Như vậy gặp bài toán này chúng ta giải bình thường thôi. S của một giây cuối sẽ bằng quãng đường sau thời gian T trừ quãng đường sau thì gian t trừ 1. Ok chưa? Chúng ta làm nhiều lần rồi. Một dây cuối được 15 m bằng quãng đường sau thì gian t là 1/2 g nhân t bình phương trừ 1/2 g à, thời gian t trừ 1 phút nào, vậy là t trừ 1 bình phương g không cho chúng ta lấy g là 10 nha thêm g là 10 cho thầy rồi như vậy tương đương chúng ta sẽ có là 15 bằng 10 chia hay là 5, 5t bình trừ 1, 2g ra là 5. Cái này khai triển hàng đẳng thức số 2 ra là t bình vương trừ 2t cộng cho 1. Thì chúng ta lấy cái này nhân phân của cho đây. Vậy thì 5t bình trừ 5t bình hết rồi. Vậy chúng ta tương đương còn lại là 15 bằng trừ 5 nhân trừ 2t ra là 10t. Trừ 5 x 1 là trừ 5. Tương đương chúng ta sẽ có là 10T bằng trừ 5 chuyển sang trái là 5 cộng với 15 ra 20. Thì chúng ta tìm được T là 2 giây. Quá đơn giản. Phải không, các, em? các em? Đúng nào? Quảng đường trong một giây cuối sẽ bằng ST trừ cho ST trừ 1. Và nhắc luôn nè, nếu ta hỏi quãng đường của hai giây cuối thì bằng ST trừ cho ST trừ 2. Ok chứ? Vậy thì tổng quát nè. Vậy thì nếu ta hỏi ta quãng đường của N giây cuối, S của N dây cuối thì bằng sao? Bằng ST trừ cho S, T trừ N. Ok chưa? Như vậy thì video của thầy đến đây là kết thúc nha các em. Thầy cảm ơn các em đã đón xem video của thầy. Chúc các em là vui vẻ và học tập tốt. Nhớ like, share và đăng ký kênh giúp thầy nha. Để thầy có động lực làm tiếp các video để giúp các con học tập. Thầy xin chào các con.